Có anh hỏi mình là làm lông mày nam thì có bị nữ tính không em? Mình nghĩ là lông mày nam hay lông mày nữ thì nó đều rất là quan trọng, bởi bản thân cái lông mày trên khuôn mặt nó đã quan trọng rồi. Và một cái lông mày nam thì nó sẽ có những cái tiêu chí nó khác với lông mày nữ một chút xíu. Lông mày nữ nó rất nhiều kiểu dáng, rồi là màu đậm nhạt, rất nhiều cái khác nhau, rồi là các chị em có thể thay đổi trend thường xuyên, thay đổi xu hướng, thay đổi sở thích. Nhưng mà đối với lông mày nam thì các anh thì sẽ có những yêu cầu đơn giản hơn, như đơn giản đầu tiên là các anh muốn là rất tự nhiên, cái thứ hai là các anh muốn là cái dáng lông mày nó phải nam tính và nó không bị lộ này, rồi nó không bị nữ tính quá. Đó, cho nên là cái việc mà làm sao để cho làm cái lông mày nam ấy mà nó trở nên nam tính và nó không bị lộ thì nó sẽ phụ thuộc vào tay nghề của người làm và cái thẩm mỹ của người làm. Nên nếu mà các anh mà làm nó sai ấy, thì chắc chắn nó sẽ bị nữ tính. Rất nhiều anh đến đi cây sửa mày là bị nữ tính quá nên mới đi sửa. Có thể là làm cái đuôi nó dài quá này, hoặc là làm nó nhọn quá này, hoặc là làm nó không khoảng cách đến mắt, đến tai, đến mặt mũi mồm miệng của chúng ta không hợp lý, thì nó cũng dẫn đến việc là nhìn trông nó không có hài hòa và rất là lộ, nó không tự nhiên. Đó, nên có nhiều yếu tố để làm hỏng cái lông mày chứ không phải mỗi cái việc là nữ tính hay không. Đấy, cho nên là các anh yên tâm đi, nếu như mà mình làm cái lông mày nó phù hợp với khuôn mặt này, rồi màu sắc nó không bị quá đậm, rồi là nó không bị lộ và nó hài hòa tự nhiên với tổng thể khuôn mặt, và cái dáng mày nó sẽ phải men góc cạnh phù hợp với cả các anh nam ấy, thì chắc chắn lại sẽ không bị nữ tính đâu. Các anh hãy gửi cho em những cái hình ảnh lông mày thật của mình để em có thể tư vấn cho các anh nhé. Bởi vì có rất nhiều anh có những khuyết điểm, từ có khi là đầu ít quá, hoặc là đuôi nhọn quá, hoặc là đuôi thấp quá, hoặc đuôi cao quá, thì mỗi một cái lông mày để em đều có cái cách xử lý khác nhau nhé. Và hy vọng sẽ được phục vụ các anh, bởi vì lông mày nam quan trọng lắm, đừng có mà coi thường nó. Và rất nhiều anh nam đi làm lông mày hơn, đã nam tính hơn rất là nhiều, đẹp trai rất là nhiều, các anh đừng lo lắng nhé.